Trong ngày mưa rét, đường Thanh Niên, một trong những con phố tấp nập nhất tại thủ đô, cũng trở nên vắng vẻ. Thói quen tập thể dục hàng ngày bên Hồ Tây của nhiều người dân đã phải thay đổi. Nhiệt độ thấp kèm theo mưa phùn khiến cái rét càng trở nên tê tái. Vừa mưa vừa ảnh hưởng rét, những người đi đường này là người ta rất cảm giác, người ta mặc quất nhiều quần áo, tay chân quần áo đi găng tránh rét. Có lẽ những quán ngồi nướng hay trà nóng ven đường may ra mới có thể níu chân được một vài người. Ai cũng muốn nhanh chân trở về nhà để tránh rét. Chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất vẫn là những người lao động ngoài trời khi thường xuyên phải đối mặt với mưa rét. Tôi thấy rồi hôm nay trời nên rét hơn mọi hôm. Tôi thấy cũng sự sống vất vả. Tôi thấy là rét ngày hôm nay là rét hơn ngày hôm qua và mưa nhiều hơn hôm qua. Đi chợ thì tất nhiên là đi ra ngoài đường thì gió rét cũng vất vả. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay được coi là đỉnh điểm trong đợt rét hại này khi nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội sáng nay đo tại Láng chỉ ở mức 11,2 độ, ở Ba Vì là 10,5 độ C, Hà Đông 10,6 độ C. Sang đến ngày mai, không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ sẽ vượt qua mức rét hại. Chuyên gia khí tượng nhận định, dự báo năm nay rét đậm đến muộn so với trung bình nhiều năm. Đợt rét đậm, rét hại thường kéo dài từ 3 ngày trở lên ở mức dưới 15 độ C, trong khi đợt rét này chỉ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16.